Và chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của The Last of Us Remaster được chơi trên PS4 Pro. Mình là Hiếu Béo. Và ok, thì như diễn biến cái tập trước thì chúng ta đang bị kẹt ở đây. Và mình nghĩ là mình đã biết câu trả lời, chúng ta sẽ phải đi đâu tiếp theo rồi. Hiện tại chúng ta đã bị mắc kẹt ở dưới nước. Thì lúc nãy mình có mò ra được một đoạn nhưng mà mình chưa chơi vội. Đâu nhỉ? Mình nhớ ở đoạn này nó sẽ nước nó sẽ bắt đầu nó sâu dần. Mình nhớ nó chỉ lâu lâu quanh quanh đeo đây thôi. Đây rồi, đây rồi. Oh yeah. Bơi qua đây luôn. Xong rồi đâu nữa. Nhanh lên sắp tắc thở rồi. Fuck. Rồi, đến đoạn này là mình chịu, mình không biết đâu cả. Ok. Và vẫn như thường lệ thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ mình trong tất cả các tựa game. Và nhất là cái tựa game này trong thời gian gần đây. Mình biết đây là một cái tựa game rất là hay, vậy nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt đẹp nhất có thể. Cái gì đấy? Ui chuột 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 chuột. Mình ghét chuột vãi. Có gì trong này không đấy? Không có gì cả. Loot đồ này. Xem chế được cái gì không? Máu thì chúng ta nhiều quá rồi. Cocktail cũng nhiều quá rồi. Tăng thêm vào cái tập trung đi. Cho nó ngon nghẻ. Đấy. Toàn phun máu thế này. Trong này tối thế nhở? Mình cũng chả biết trong này gọi là cái gì. Cái nhà máy bị hỏng à? Hay là cái gì? Nghe tiếng gì ở đâu đây này? U-ơ-ơ này. U-ơ, u-ơ, u-ơ. Đồ, ngon. Nữa này. Cầm sẵn shotgun đi ba ơi. Ghê quá. Rồi, đi thôi. Chắc là lên đây rồi. Cái gì đây? Vãi lìn tưởng có cái xác treo ở trên này. Vỡ mồm luôn. Đấy, thỉnh thoảng có tiếng gì. Eo ơi. Khiếp quá. Theo mình thì đây là như kiểu đây là gọi là một cái cuộc điều tra ấy, bên cảnh sát thì các bạn. Thì nạn nhân chết trong lúc đang ỉa. Khổ vãi. Các bạn biết cái câu người ta gọi là không gì sướng hơn bằng cái việc gọi là đái đúng lúc và ỉa đúng nơi ấy. Đái ỉa đúng lúc, đấy. Cái khổ cho ông này. Chả biết là ỉa sẽ thỏa mãn xong chưa. Chết tại chỗ luôn. Sao mình nhặt chai ấy nhỉ? Ô, có cái thẻ gì nào? Ôi! Ôi, hey! What the fuck, man? Ôi, cái gì đấy? Sợ nhiên ở đây nhiều quái này. Lúc nãy có thấy con nào đâu. Chạy đi đâu? Ta có vũ khí đấy nhá. Nữa này. Ngon thì cứ vào đây. Còn một con nữa này. Đứng ra đây gần luôn này. Ây à. Motherfucker. Piece of shit. Mình đoán là hết rồi đấy. Chúng ta vừa nhặt được cái thẻ gì mình cũng không rõ nữa. Kiểu keycard hay là cái gì ấy. Rồi, đi thôi. Và bây giờ mình còn chả biết đi đâu nữa. I'm stuck, bro.
Ô, trong này có cái gì đây? Shotgun, mày quá. Quả thì mình chuẩn không? Chúng ta mà không bắn shotgun thì đâu có nhặt được đạn, phí. Đúng không? Cứ phải bắn, có là bắn, không nói nhiều. Có vẻ như là các bạn nghe giọng mình nó cũng đỡ đỡ được một tí rồi đúng không? Đấy, nếu như một các bạn đoán như thế thì có vẻ các bạn đoán đúng rồi đấy. Bầy của mình mấy hôm nay nó cũng đỡ dần rồi. Khiếp quá. Cái gì đây? À, keycard là để dùng vào cái cửa này. Có được không? Không được à? Cửa này có vẻ không được rồi. Bây giờ còn chỗ nào để đi nữa? Loạn lạc quá. Cửa này không được đi, đi cửa nào? Shit shit cái gì? Tìm cách đi. Đèn học. Mấy chỗ này là mình đã đi qua rồi phải không? Ừ, mấy chỗ này đi qua hết rồi mà. Bây giờ lại phải đi qua lại. Kiểu gì cũng phải có đường chứ. Tại sao chúng nó lại cho mình kẹt thế này được? À, máy bơm. Lên. 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 Lỗ bạn. Ôi, có con béo, có con béo, có con béo. Không được rồi, không được rồi. Mình làm cách nào để chạy nhanh nhất đây? Chạy nhanh nhất có thể, chạy nhanh nhất có thể. Come on, come on, come on, come on, come on. Ok, ok. Đi, 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 đi vào. Sao mày bình tĩnh vậy? Vãi, ông bình tĩnh vãi. Hiểu không có chuyện gì xảy ra ấy. Mình nhìn thằng béo béo là mình đã thấy sợ rồi đấy. Thằng bloater được không? Oh my shit. Con đường có vẻ sáng sủa hơn một tí rồi. Lúc nãy tối sủa quá. Tên này. Thực sự qua mấy tập vừa rồi thì có rất nhiều bạn có vẻ như là hơi khó chịu về cái việc mà mình có vũ khí nhưng mình không dùng ấy. Vũ khí ở đây thì chi tiết đó là cái cung. Mình như mình đã nói các bạn mấy tập trước rồi. Mình lười dùng cung lắm. Mình êm đã cà rồi. Giả dụ như hết đạn thì mình sẽ dùng. Nhưng mình nghĩ sẽ không hết đạn được đâu. Thuốc này. Tranh thủ đê, tranh thủ đê, tranh thủ đê. Nghe tiếng zombie trước mặt đấy. Súng trước điều rồi. Ok. À, nó có người, có người, có người. Nicely done. You good? Not today. You? Not today. All right. Shit, shit! Bình tĩnh thôi, hiểu béo. You're not getting out of here.
Yes. Phong cách stealth đã quay trở lại. Vẫn ngon nghẻ như ngày nào. Chai này. Lấy chai để đánh lạc hướng chúng nó đã. Sau đấy rồi tính gì thì tính. Nhắc đến comment thì mình nhớ rằng là cách đây khoảng 2-3 tập có bạn comment kiểu như là thôi bỏ qua đi. Trúng chưa? Các bạn tưởng là mình bắn trượt đúng không? Nhưng mà mình bắn trúng đấy. Chúc mà có bạn comment kiểu như là anh Hiếu bớt dành thời gian đi nhặt đồ đi, tập trung vào cốt truyện. Anh à. Ôi, ngắm được vào đầu rồi các bạn thấy không? Đó, anh à. Thò cái đầu ra đây. Ngắm chậm quá. Thằng này có tật giật mình. Xong. Easy. Easy top 1. Mình nghĩ là hết rồi đấy. Ôi, lại thêm một cái quán ăn rất là đẹp. Đúng chất Mỹ luôn. Nhìn thích thế. Giờ cùng xem chúng ta có thể loot được những cái gì ở đây. Mình hy vọng phần lớn là không có gì rồi. Bọn này nó loot hết sạch rồi, chẳng còn cái gì nữa. Ok. Cửa đi đâu? Cái thang này. Ồ. Oh. Đã hiểu. Easy lắm, easy lắm. Đặt lên đâu được nhỉ? Không đi được vào trong này. Ok. Để mình nghĩ chỗ. Ha 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 ha. Very funny. Gọi là game nó trôn không? Mình nhặt cái thang ngay đây, mình tưởng phải để ra đằng sau hay gì đấy, bởi vì kiểu gì chúng ta cũng phải vác đi một đoạn. Ai ngờ nó làm cho phát ngay ở trên này. Nó thấy bó tay về game luôn. Ôi. Được. Chó lợn này. Anh ạ. Mày gì bố mày ạ. Khó lắm ấy nha con. Xem tay ai cứng hơn. Mẹ dìm tiếp. Lấy súng. Come on. Lấy. Với. Nhanh nào. Yeah. Ôi. Ai đây? Ôi bé gái. Cháu bắn mẹ vỡ cả lìn thằng đấy rồi đúng phải không? Cháu vừa làm đấy. Cháu thấy sợ quá. Sao cháu không ở yên một chỗ như là chú bảo? Bây giờ chú đang mừng là cháu không ở một chỗ mà đúng không? Chú mừng là chú không bị bắn vỡ đầu bởi đứa trẻ con. Chú biết sao không? Nếu như mà nói Ellie, chú cảm ơn thì sao? Chú không nói được câu đấy với cháu ở chỗ. Thôi, chúng ta phải đi tiếp thôi. Đây, chỉ đường đi men. Thề luôn, gặp Ellie vui vãi.
mình sợ cảm giác một mình. Như các bạn đã biết rồi đấy, đã từ đây rất là lâu rồi mình có làm một cái video, mình đã nói rằng là mình thực sự là một người rất là yếu đuối, cần sự chở che từ một người phụ nữ. Thực ra bây giờ có rồi nhưng mà em mình đang nói thế thôi. Cái gì đây? Chúng ta có nên quay lại chỗ này đi sang phía bên kia không nhỉ? Wait there, okay. Nhớ có đồ thì sao? Đấy, sẽ là một sự vi phạm nếu như chúng ta không loot đồ ở đây. Phải không các bạn? Hiệp đình điểm ốc vít nhiều thế. Này, chuyện tranh nữa này. Chuyện tranh cho Ellie. Chuyện này có tên là gì đây? Savage Starlight. Starlight. Ok. Nhìn con bé nó ngồi kìa. Ngoan vãi. Ước gì có đứa con gái ngoan, biết nghe lời. Nào đi nào. Let's go baby. We need to get back out, find that bridge. Chúng ta cần phải quay lại cái cầu đấy thôi. Không có gì luôn. Khu đại tiện nữ này. Phải nói thật các bạn là đến bây giờ sau hai mươi mấy năm, bây giờ mình mới được vào nhà vệ sinh nữ. Những cái chỗ công cộng kiểu như là rạp chiếu phim hay là quán cà phê không bao giờ được vào. Không biết ở bên trong nó có gì đó. Cái này chắc chắn ban vệ sinh rồi, không phải thắc mắc nhiều. Chế cái này đi. Đấy. Cuối cùng mình rút ra kết luận là nhà vệ sinh nữ cũng chẳng có cái gì. Không có cái gì các bạn ạ. Ông nào mà đang thắc mắc, đang muốn chui vào nhà vệ sinh nữ ở ngoài đời thì sau khi xem cái video này thì hãy nghe tôi, đừng có mất công vào gì cả, lại mang tiếng anh em lại mang tiếng là một thằng bệnh hoạn. Vì game này nó miêu tả đúng chính xác những gì như ở ngoài đời mà các bạn. Mà anh em mình ở trong game, anh em mình lại không bị gọi là bệnh hoạn đúng không? Đấy, mà anh em lại vừa có thể chui được vào nhà vệ sinh nữ nhưng mà lại không bị đánh giá. Thế là theo tôi là anh em phải nghe tôi, đừng có cố gắng tìm nữa, không được cái gì đâu. Tò mò không tốt. Đấy. Nhà hàng sang trọng thế. À, đây là đây ý mình là nó vẫn là một cái khách sạn thôi, nhưng mà nó chỉ là một cái không gian ăn uống đẹp. Thích thế. Đúng kiểu phong cách cổ điển ngày xưa. Wow, look at that. Đẹp mà, chú biết mà. Lên làm thử bài à. Vầng trăng khóc. That door looks like a way out. Hey, you see a way to get up there? Nope. Cháu có thấy đường lên không? I'll be able to get there with this. Ôi, cái gì đây? À, đẩy cái đàn lên trên kia. Cháu đẩy hụ zoom được không nào? Con này vẫn cáu cái vụ vừa nãy. Giúp mình, cứu mạng mình xong không được mình cảm ơn, hiểu không? Ok. Let's go. Đánh thử xem nào. Tưởng làm bài ánh trăng sonat hay cái gì. Bây giờ sao đây? Có lên được không đây?
Thử xem bên này có cái gì không. Lút mọi nơi. Đó, các bạn thấy chưa? Nghe lời các bạn thì bán nhà. Mình tốt nhất mình tự nghe mình. Bây giờ không có nghe một ai nữa. Chỉ là các bạn bảo anh Hugh nghe em đi lần này thôi. Anh em anh được 50 củ. Ok, nghe. Không thôi, không nghe ai cả. Mình tự làm chủ bản thân mình, không phải nghe bố con thằng nào hết. Trong góc này có cái gì không? Không có gì cả. Mệt mỏi. Chắc là nhảy sang đây rồi. Ui, dưới có người. Hình như vừa đặt được quả sniper. Cúi đầu xuống. Bây giờ thì chúng sẽ nhảy xuống và dọn dẹp đường cho chúng ta. Còn cháu ở đây. Chú không để cháu giúp đỡ một tí gì cả. Bây giờ cháu có vẻ biết dùng súng đúng không? Cháu có thể dùng súng này được không? Ngày trước cháu đã từng bắn súng rifle rồi. Nhưng mà bắn qua, bắn chuột thôi. Bắn chuột với BB. BB là cái gì? Thì cái súng này nó cũng kiểu như thế thôi. Nâng nó lên. Bây giờ thì cháu phải dựa vào cái báng. Đấy. Còn nếu không thì nếu mà không dựa vào nó sẽ giật rất là kinh. Đấy. Kéo vào. Kéo lên. Đúng rồi. Nghe chú đây. Nếu như mà chú gặp rắc rối ở đấy. Thì cháu chắc chắn là phải bắn trúng từng viên. Tận dụng chắc chắn. Hiểu chưa? Được rồi. Just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. Chuyện vừa nãy thì là hoặc là chú chết hoặc là nó chết thôi. Ý là cảm ơn đấy. Tổng cộng ở đây. Cái gì thằng ấy chạy? Chúng nó chết hết rồi. Mày nói cái gì đây? Nghỉ thở đi. Ai chết? Cả đội chết. Có một thằng khách du lịch nào đấy giết sạch. À, ý là nó đang nói về mình đấy. Mày đã nói chuyện với sếp chưa? Bây giờ chúng ta nó muốn chúng ta canh cái cửa. Bây giờ chúng mày kiếm quanh chỗ này đi. Không được để ai qua đây cả. Oh god. Bắt đầu mệt rồi đấy. Thôi, mình sẽ vẫn chơi theo casual. Nếu như bị phát hiện thì chúng ta bắn nhau. Ok chưa các bạn? Từ từ bình tĩnh thôi mạng. Đó. Yeah. Baby good night. Còn ba thằng. Mình nghĩ là mình có thể xử được dễ dàng vụ này. Cho nó quả lửa cũng được. Mà cho nó quả này cũng được. Quả gì cũng được ạ. Dễ mà. Ba thằng. Easy. Rồi, con kia nó bắn. Ấy à. Một phát. Ấy à. Thằng mất dậy này. Chạy 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 chạy. Ok. Chúng mày khá đấy. Ôi ạ.
chơi tao à. Ui, chúng nó đông quá, chúng nó đông quá, đông quá, đông quá, đông quá. Đây không chỉ ba thằng các bạn ơi. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Thở bình tĩnh, thở bình tĩnh. Chúng ta có thể làm được việc này mà. Người này chúng nó yếu hơn mấy thằng kia nhiều. Mày bắn tao à? Mày bắn tao à? Ai ạ? Xong. Thằng nào đánh trước? Thằng nào đánh trước thấy là bố. Phim hành động. Ở đây chúng mày. Một phát. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Đâu rồi? Thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt. Cầm shotgun chạy đi đâu? Thay đạn đã, thay đạn đã. Bắn. Hết chưa? Come on down. Xuống đây, xuống đây. Tưởng gì gì tưởng. Va vẩn mẹ lợn. How'd I do? About something a little more your size. Đấy, cuối cùng cho con này súng. Con này bắn được mà. Cái này là khẩn cấp lắm mới phải dùng nhá. Now the safety's on. Do you know how to switch it off? I do. Chốt an toàn bây giờ đang bật đấy, cháu biết tắt đi không? Joel, be careful. Joel, cháu sẽ cẩn thận mà. Ok các bạn ơi, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc nhanh cái tập này tại đây và mình sẽ cố gắng gặp lại các bạn trong các cái tập mới nhanh nhất có thể. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn theo dõi cái series này. Nếu như các bạn thích cái series này, hãy cho mình một like cho từng cái video và hãy subscribe kênh mình để có thể cập nhật các cái video nhanh nhất trong thời gian sắp tới. Một lần nữa, cảm ơn bạn và tạm biệt.